Một bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu cho anh chị và các bạn Ngay lúc này đó là một chiếc xe dành cho gia đình Của thương hiệu hãng sang Mercedes-Benz V220D BlueTec, Sản xuất là 2016 Với phiên bản này đã được nâng cấp full Maybach Anh chị và các bạn yên tâm khi đơn vị bán xe ra Thì sẽ có hỗ trợ đầy đủ cho anh chị và các bạn đăng ký đăng kiểm Thì các bạn có thể yên tâm chọn lựa với chiếc xe này lăn bánh với quãng đường là hơn 60.000 km rồi. Có cái vẻ ngoài của chiếc xe thì nó vẫn rất là đẹp, từ những cái chi tiết sơn xi si đến hệ thống mâm đã được lên mâm máy bách. Cùng với đó thì xe thì cũng có trang bị cho anh chị và các bạn rất nhiều các tính năng công nghệ an toàn. Sử dụng khối động cơ là máy dầu giúp cho anh chị và các bạn có khả năng vận hành tiết kiệm. Với khối động cơ máy sử dụng là máy 2.2 Đấy, tổng quan chi tiết về phần ngoại thất của chiếc xe thì em sẽ quay qua một vòng để các bác có thể tham quan và đánh giá cùng em. Xe thì hiện đang có mặt tại cửa hàng là Auto Lam Việt số 18 Thành Thái Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội sẽ luôn cam kết cho khách hàng xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang bất kỳ lời đâu để kiểm tra, sai cam kết đơn bị nhận lại xe hoàn thiện lại tiền cho các anh chị và các bạn với biển số của chiếc xe thì cũng rất là đẹp các bác có thể tham quan qua với hệ thống biển số cũng như là phần đuôi xe được tạo hình với những phần ống xả thể thao rồi là những phần tính năng an toàn logo thương hiệu máy bách đã được độ ở phía sau đây những chi tiết tổng quan chi tiết mẫu xe thì em quay kỹ chi tiết lại để các bác có thể tham quan xe thì hiện đang có mặt tại cửa hàng rồi anh chị các bạn có nhu cầu hãy qua trực tiếp để trải nghiệm đầy đủ hơn với những cái tính năng mà em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn lúc chiếc xe này và chiếc xe này thì hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá khoảng 1 tỷ 495 triệu còn thương lượng giảm giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ em để ta cùng trao đổi lại về cái mức giá và bây giờ ta sẽ cùng đi chi tiết cụ thể hơn về mẫu xe này em sẽ quay qua sơn si nội thất của và máy móc của chiếc xe để các bác có thể tham quan và đánh giá cùng em tổng quan về sơn si của chiếc xe các bác có thể thấy thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao từ những cái phần đầu xe thì với hệ thống đèn chiếu sáng của chiếc xe với đèn chiếu sáng thông minh cùng với cái mặt ca lăng đã được độ lên của mây trông rất là sang trọng cùng với đó thì hệ thống gương trang bị gương kính, kính chỉnh điện gập điện tổng quan chi tiết để các bác có thể thấy rồi là hệ thống tay nắm cửa được mở trang bị mở cửa thông minh này có cả nút mở bằng chìa khóa Đây là những cái phần hệ thống cánh lái của chiếc xe Với những tính năng như là lên xuống kính, chỉnh gương Rồi là có trang bị nhớ ghế, ghế chỉnh điện Tổng quan chi tiết để bà có thể tham quan Từ những phần gầm bệ rồi bậc lên xuống vẫn còn rất là đẹp ạ Chất lượng ghế lái và ghế phụ của chiếc xe thì vẫn giữ được độ hoàn hảo cao Tất cả da của trên chiếc xe thì nó còn là nguyên bản theo xe từ đầu với mặt uh, lô của chiếc xe thì anh chị bạn thể thấy qua thì nó có trang bị bọc ra vào ốp bộ bóng piano vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng phía sau thì nó có lấy chuyển số thể thao cũng như là lấy uh, chuyển số uh, cần số trên vô lăng em sẽ đề lục lên anh chị có thể tham quan về phần uh, bảng đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số an toàn những tính năng tiện ích nó có một cái bảng đồng hồ điện tử nhỏ ở chính giữa trung tâm cùng với đấy thì nó sẽ trợ sử trang bị một cái màn hình tích hợp đầy đủ cam lùi với những phần đây là những cái chi tiết về tính năng lưng hạ à, cái phần mở cửa cửa lùa hai bên cái cửa đấy, chi tiết à, cửa gió điều hòa rồi các phím bấm điều chỉnh chức năng em quay hơi chậm một chút để anh chị bạn có thể tham quan kỹ hơn những cái phần mà tính năng tiện ích của chiếc xe đấy, bấm vào đây thì hai phần cánh cửa nó sẽ tự động mở ra đây là những cái chi tiết về ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai nó có thể trượt lên trượt xuống để giúp cho người lên hàng hàng ghế thứ ba một cách dễ dàng chính giữa trung tâm nó sẽ cũng có tạo một cái đường để chị bạn có thể lên hàng ghế thứ ba chất lượng bên trong đây là đều là chất liệu à, bọc da rồi là ốp gỗ với hàng ghế thứ ba thì cũng rất là rộng rãi ngồi thoải mái cho ba người ngồi hàng ghế thứ hai thì sẽ ngồi hai người vì chính giữa trung tâm nó sẽ tạo một cái không gian đi lên cho người người lên hàng ghế thứ ba ở ba hàng ghế đều rộng rãi cả. Có trang bị cửa gió điều hòa trên nóc trần. Riêng ở hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có những cái tiện ích như là hệ thống thảm trải sàn này, rồi là những cái chi tiết tính năng an toàn trên mẫu xe thì nó rất là nhiều. Với mẹc thì nó luôn ưu tiên các tính năng an toàn bảo vệ người lái và cũng như là hành khách ngồi trên xe. Đấy. Ở hàng ghế thứ hai đây nó sẽ có cái phần phím điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở trên nóc trần này các bác này hãy quay qua lại một vòng chi tiết về Tab đi lô cũng như là hệ thống điều khiển trung tâm hệ thống cam hành trình được trang bị đầy đủ và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan về khoang chứa đồ khi dựng đủ ba hàng ghế nó còn rộng rãi hay không anh chị nhé với một mẫu xe dành cho gia đình này thì nó rất là rộng rãi thoải mái cho anh chị và các bạn di chuyển trong những chuyến đi xa với không gian cốp chứa đồ rộng rãi cũng như là chỗ ngồi thoải mái cho người ngồi Đấy, hệ thống keo chỉ đinh tán nó còn nguyên bản những đường led của nó còn rất đẹp anh chị ạ hệ thống uh, cốp điện đây là hộp đầy đồ của Mac với những đầy đủ tiện ích như là ô dù cũng như là các phụ kiện kích lốp đầy đủ chi tiết cũng như là hệ thống uh, túi túi y tế đầy đủ vẫn còn trang bị đầy đủ anh chị nhé quay rất là rõ rồi Anh chị có thể thấy không gian từ phía dưới nhìn lên trên rất là rộng rãi và thoải mái các bác ạ. Hệ thống cửa gió điều hòa nằm trên nóc trần đầy đủ từ hàng ghế thứ hai đến hàng ghế thứ ba. Và ta sẽ lại cùng tham quan mà tất cả những cái phần cánh cửa của chiếc xe để chị có thể tham quan và đây là những cái chi tiết bậc lên xuống ghế ngồi không gian tất cả những chi tiết hàng ghế của chiếc xe thì nó giữ được độ đẹp và hoàn hảo cao với chiếc Mercedes-Benz V 220D, máy dầu sản xuất là 2016 nhập khẩu nguyên chiếc, làm bánh quãng đường là hơn 60.000 km. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 495 triệu, còn thương lượng giảm giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Anh chị và các bạn đang yêu thích mẫu xe này, hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ cho anh chị và các bạn về thủ các thủ tục như là sang tên di chuyển này, mua xe trả góp cũng như là lái thử để các bác có thể là cảm nhận đầy đủ hơn về những cái tính năng công nghệ trên mẫu xe giới thiệu cho anh chị và các bạn là một mẫu xe phục vụ gia đình Đấy. tổng quan chi tiết rất là đẹp ạ à. và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan chi tiết về không gian máy móc của chiếc xe để anh chị bạn có thể là đánh giá kỹ hơn xem xe nó có bị đâm va ngập nước hay không ạ à. với mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì luôn cam kết cho khách hàng là không đâm va không ngập nước bao trách test toàn quốc để anh chị bạn có thể yên tâm chọn lựa xe tại cửa hàng Lam Việt Auto xin cảm ơn anh chị và cả các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Xin chào.